Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề, đấy chính là hành trình đi đến hôn nhân của bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, là 3 cái chiếc ốp nha. 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một chiếc ốp khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây. Điện thoại chỉ có một thôi, nhưng mà ốp thì phải có 5-6 cái đúng không? Đây là một cái màu hồng ha. Nói chung là cái này rất là xinh này. Đó, nhưng mà có điều là cầm nó hơi trơn trơn tay một xíu. Đây là chiếc ốp thứ hai, con mèo này. Teo. Nhưng mà cái ốp này á thì nó làm cho cái cường lực của mình ấy nó bị cấn lên á. Đó, nhưng mà cái này bảo vệ rất là tốt nha. Rồi số 3 này. Xinh quá trời. Rồi, lựa chọn giúp mình đi. 1 2 3. Để xem hành trình đi đến hôn nhân của bạn như thế nào nhá. Đó, xem là từ lúc mà các bạn yêu nhau trong hoàn cảnh như thế nào, các bạn đến với nhau ra sao, rồi diễn tiến như thế nào, thì chúng ta hãy cùng xem và trải bài ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Chào các bạn đến với tụ bài số 1. Và đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Mình nói thật với các bạn là lâu lâu ấy, trải những cái tụ bài dạng như thế này á, nó thực sự rất là hay, vì mình nhìn thấy được rất là nhiều thông tin ở trong cái trải bài này. Mình không biết là hai tụ bài kia như thế nào, nhưng mà thực sự là rất là hay cái tụ này này. Đó, nó cho mình rất là nhiều dữ kiện ở đây. Vậy thì cái hành trình đi đến hôn nhân của bạn như thế nào? Đầu tiên, các bạn có thấy hai lá bài không? Là lá bài The Chariot và lá bài Long Distance. 100%, 1000%, nếu như bạn đúng với tụ bài này, hai với hai cái dữ kiện này, thì nó đã đề cập đến việc là khả năng bạn sẽ kết hôn với một cái nhân vật, đi đến hôn nhân với một cái nhân vật mà có khoảng cách về mặt địa lý với bạn. Có thể với một số bạn là sẽ là một người nước ngoài, hoặc là họ sinh sống ở nước ngoài. Đó, chứ không phải là ở cái vùng miền cùng với vùng miền của các bạn đâu. Mình thấy rằng là sẽ có cái sự ngăn cách, có cái sự xa xôi ở đây đấy. Đó, Long Distance này, rồi The Chariot là không thể tránh được rồi. Và khi mà bạn đến với họ ấy, thì bạn sẽ di chuyển đến cái nơi ở của họ. Hoặc là nói chung là hai người sẽ phải có một cái sự di chuyển nào đó để có thể gặp gỡ được nhau, để có thể tổ chức, để có thể kết hôn. Đó, nghe đến đây thì một số bạn có thể sẽ thấy hơi mệt mệt rồi đấy. Mình biết là các bạn sẽ mệt mà. Bởi vì làm sao? Thứ nhất á, là cái chuyện tình này á, của hai người á, nó khiến cho tất cả mọi người đều surprise, đều rất là bất ngờ. Thấy cái lá bài này không? Kiểu mọi người đều rất là bất ngờ, đều rất là ngạc nhiên. Rồi lai linh đây nữa này, thấy không? Có thể cái tình cảm này nó đến mà các bạn quen biết nhau nó không giống thông thường đâu. Như người ta là theo giới thiệu hoặc gặp mặt nhau rồi thích nhau rồi yêu nhau. Nhưng có thể các bạn quen nhau qua trang mạng xã hội hoặc qua các cái app hẹn hò. Và cũng không thể ngờ được rằng là chỉ thông qua những cái dòng tin nhắn hoặc là cái sự nói chuyện đấy mà các bạn lại có cái sự kết nối với nhau. Đó, nói chung là chúng ta sẽ không bàn về cái việc là các bạn làm sao để quen biết nhau. Mà mình sẽ chỉ nói về vấn đề là tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết mà bạn lấy chồng lấy vợ như vậy ạ, thì mọi người đều rất là sốc, đều trong cái trạng thái như vậy, rất là sốc, rất là ngạc nhiên ở đây. Đó, thì mình thấy được rằng là không phải tự dưng mà mọi người ngạc nhiên, mọi người sốc đâu. Bởi vì có thể là nhiều yếu tố lắm. Yếu tố khoảng cách về mặt địa lý nó chỉ là một yếu tố khiến mọi người sốc thôi. Cái thứ hai khiến mọi người sốc ở đây có thể là một sự chênh lệch về mặt tuổi tác. Bạn thấy Young Woman và Macho Man không? Hai người này á thì có thể là cái người nữ ấy sẽ ít tuổi hơn người nam. Người nam sẽ là cái người trưởng thành hơn, nhiều tuổi hơn. Có thể sẽ là một cái sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, từ 7 tuổi đổ lên, không phải hơn nhá. Đó. Và giống như là trời ơi, mọi người đã sốc vì khoảng cách địa lý rồi. Mọi người sốc tiếp về cái thân thế của cả hai, sốc tiếp về những cái mà sự chênh lệch về mặt tuổi tác đó, sự khác biệt đó. Mọi người cho rằng là trời ơi sao lại như thế, không thể ngờ được. Rồi rất là nhiều những cái cảm xúc của mọi người sẽ kiểu giống như là mọi người sẽ bình luận này, sẽ bàn tán này, sẽ nói ra nói vào, sẽ này thế này thế kia khá là nhiều ở trong cái mối quan hệ này. Thế nhưng mà mình thấy được rằng là ngay từ ban đầu các bạn đến với nhau, các bạn cũng không có phải là muốn xác định gì đấy ngay với nhau đâu. Các bạn cũng chỉ là thì duyên số thôi. Nó dẫn dắt hai người đến với nhau thì hai người nói chuyện với nhau thôi. Nhưng không ngờ lại dính nhau, không ngờ lại trở thành
một cái mối quan hệ có cái sự cam kết ở đây. Mình thấy hai người có một cái sự cam kết rất là chắc chắn, thậm chí là bởi vì cái yếu tố khoảng cách về mặt địa lý đấy, cho nên là các bạn sẽ phải thúc đẩy làm giấy tờ cam kết kết hôn đăng ký khá sớm đấy. Đó, bởi vì có thể là phải đăng ký thì mới làm được những cái thủ tục khác chẳng hạn. Đó, thì mình thấy là có cái sự công nhận của pháp luật ở đây. Có sự công nhận pháp luật ở đây, có sự ký kết ở đây. Đó, có cái sự chắc chắn ở đây. Đó, và mình thấy được rằng là cái người này sẽ không bao giờ để bạn thiệt đâu. Tức là bạn, nếu như bạn phải đánh đổi một điều gì đấy vì họ ấy, họ sẽ bù đắp lại. Đó, nên là bạn sẽ không thiệt trong cái câu chuyện này đâu. Nhưng ấy, bạn sẽ có một quá trình đấu tranh, cả hai người luôn, không phải riêng một người, nhưng hai người sẽ đều có một cái quá trình đấu tranh về mặt tâm lý, rằng bởi vì có những cái rào cản đấy, những cái người xung quanh họ nói đấy, ở khoảng cách địa lý này, tuổi tác này, đó, xa xôi này, rồi rất là nhiều những cái vấn đề khác này, nó sẽ là một trong những cái rào cản đối với các bạn và sẽ khiến cho các bạn có một cái khoảng thời gian các bạn đấu tranh rất là nhiều với chính bản thân của mình, xem là mình lựa chọn cái điều gì đây, mình nên chọn cái điều gì đây, đâu mới là cái điều tốt với bản thân của mình. Thì mình thấy được rằng là các bạn sẽ phải đấu tranh một khoảng thời gian dài. Dài đây thì có nghĩa là nói chung là tương đối nhiều. Không phải là các bạn đấu tranh ngày một ngày hai mà các bạn ra được câu trả lời đâu, mà có thể các bạn đấu tranh với nhau ngay từ lúc các bạn gặp nhau rồi, là bạn đã kiểu không muốn kết nối với cái người này rồi. Nhưng mà đấy, như mình nói rằng là duyên số thôi, rồi rất là nhiều cái yếu tố nó kéo hai người đến với nhau, nên là hai người mới tiến đến. Thì ở đây chúng ta có what waiting for, nó nói về việc là có rất là nhiều điều đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Thực sự khi mà bạn bước đến với cái người này và hai người xây dựng một cái cuộc sống hôn nhân với nhau á, một cái thế giới mới nó được mở ra trong cuộc đời của cả hai, nó đã bước ngoặt cho cả hai, đặc biệt là với một cái nhân vật nào đó mà phải có cái sự di chuyển ở đây. Mình không biết ai là người di chuyển, bạn hoặc họ là người phải di chuyển nơi trốn ở, tức là họ sẽ không ở cái nơi mà, hay là bạn cũng sẽ không ở cái nơi mà gia đình đẻ bạn hay quê hương của bạn, và bạn sẽ phải đi xa xứ, đi xa. Đó, thì mình thấy được rằng là có mất một khoảng thời gian phải đấu tranh như vậy với bản thân, nhưng sau đấy khi các bạn bình tĩnh lại, các bạn gọi là lấy lại được cái sự bình tâm ấy, cái sự bình yên bên trong tâm hồn ấy, thì các bạn sẽ tìm được cái câu trả lời cho mình và đưa ra được cái quyết định đúng đắn cho cái mối quan hệ này. Đó, nên là thực sự là cái mối quan hệ này nó sẽ cần rất là nhiều sự dũng cảm từ cả hai người. Đó, dũng cảm để đối diện, dũng cảm để đến với nhau, dũng cảm để chấp nhận nhau, dũng cảm để vượt qua những cái rào cản, những cái thách thức, những cái khó khăn ở đây. Nhưng mà như mình nói, mình đảm bảo khi mà các bạn làm được điều này, các bạn đến với nhau, các bạn nói chung là giống như hai mảnh ghép ấy, tìm trong cuộc đời tìm thấy nhau á. Mà bạn mình hay nói với mình là tức là khi mà Chúa tạo ra Adam rồi đúng không? Sau đấy là Chúa tạo ra Eva bằng cách là lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva. Đó, thì có thể nói là hai người là chiếc xương của nhau, nên là nó khớp với nhau. Và cái đúng phải đúng cái mảnh xương đó, phải đúng là cái xương đấy thì ghép vào nhau ấy, nó mới là chuẩn bài. Đó, cho nên là mọi người, nói chung mọi người sẽ rất là nhiều người sốc đấy. Mọi người sốc, mọi người ngạc nhiên, rồi mọi người bàn tán, rồi nói chung là ồn ào lắm. Nhưng mà miễn sao á, các bạn cảm thấy hạnh phúc với cái lựa chọn đấy của các bạn, bởi vì vui vẻ hay hạnh phúc hay không ấy, là nó nằm ở cái trải nghiệm của cả hai người. Chứ còn những người ngoài đôi khi họ cũng chỉ là nói ra nói vào thôi. Đó, và mình cũng có một cái suy nghĩ như thế này, đấy là đôi khi chúng ta, nó là cái duyên, nó là cái duyên, mình vẫn nói là cái duyên. Nên là không phải chúng ta muốn nó là ở đây thì nó sẽ là ở đây đâu, mà nếu như cái số nó phải đi xa rồi. Có những bạn, các bạn xem tử vi các bạn đã biết là có những bạn sẽ phải đi xa đấy, số phải đi xa rồi, không xa kiểu này xa kiểu kia đó, mà đôi khi đi xa lại còn sướng cơ. Cho nên là nếu như các bạn chấp nhận được cái điều đó ấy, dám đánh đổi á, thì hãy tin mình đi, mọi thứ sẽ xứng đáng với các bạn đấy, và nó xứng đáng để chờ đợi đấy, để khám phá, để đi tới đấy nha. Đó, thì ở đây mình không có thấy được là, không biết các bạn tổ chức như thế nào, nhưng mà mình thấy là mọi người rất là sốc từ lúc các bạn yêu nhau cho đến lúc bạn kết hôn, cho đến sau này mọi người sẽ đều bàn tán về câu chuyện của bạn như một cái huyền thoại. Như một cái huyền thoại thực sự đấy. Ok, đấy là số 1 nhá, chúng ta sẽ đến với số 2 ạ. Các bạn, đối với tụ bài số 2 này thì hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì với cái câu hỏi đấy chính là hành trình đi đến hôn nhân của bạn như thế nào, thì
Đầu tiên là chúng ta có lá bài in the near future, cho nên khả năng rất là cao là trong tương lai gần này thì những cái vấn đề này mà mình nói nó sẽ xảy ra. Rồi, và cái điều tiếp theo nữa mà mình lưu ý các bạn ở đây đấy chính là những cái gì mà mình nói ở đây có thể là đang nói với các bạn hoặc là nói với đối phương. Tức là mình không biết là các bạn ở cái vai trò nào trong hai cái vai trò mà mình sẽ mô tả ở đây đó, nhưng mà mình sẽ tức là các bạn ở cái vai trò nào các bạn tự biết nha. Rồi thì mình có một cái mình có thấy được ở đây á, là hình ảnh của một người, có thể là bạn đi, mình sẽ mặc định là bạn đi, nhưng mà bạn có như thế hay không thì chưa biết nhá. Bạn nếu như là bạn không như thế thì có thể là đối phương của bạn như thế. Rồi mình mặc định đầu tiên ở đây là bạn đi, thì mình thấy là bạn có thể là bạn là cái người mà đã trải qua những cái chuyện buồn ở trong cuộc sống, ví dụ như là hoàn cảnh về mặt gia đình của bạn, hoặc là các bạn cũng đã trải qua rất là nhiều những cái tổn thương liên quan đến chuyện tình cảm, và bản thân bạn ấy dựng lên một cái hàng rào rất là cao đó, dựng lên một cái hàng rào rất là cao ở đây đó. Và khi mà không phải là bạn không khao khát tình yêu, không phải là bạn không khao khát những cái mối quan hệ, hay là bạn không khao khát tìm được sự chân thành trong tình yêu, mà là bởi vì các bạn sợ hãi, cho nên là các bạn tự dựng lên cái hàng rào. Và hai hình ảnh ở đây nó rất là nổi bật, đấy chính là cái lá bài chín gậy này và lá bài free yourself ở đây. Bạn đều thấy là hai cái, kể cả hoàng tử bé hay là cái con kỳ lân này, thì nó đều đang nằm trong một cái vòng vây, đang nằm trong một cái hàng rào. Và cái vòng vây và cái hàng rào này là do tự chính cái người này họ tạo lên, chính là bạn đấy, đó, bạn tạo nên cái hàng rào đó. Đấy, thì mình thấy ở đây, mặc dù ở đây á, nó có xuất hiện hai cái lá bài, đều là hai lá bài mang năng lượng nam đấy, nhưng mà các bạn không cần phải quá quan tâm đến mặt giới tính đâu, tùy vào, vì có ở đây mình không có giới hạn giới tính, ai cũng có thể xem được hết. Đó, cho nên là mình thấy được rằng là cái sự hàng rào này này, nó khiến cho cái người này trở nên rất là lạnh lùng, trở nên rất là lý trí. Đó, trở nên lạnh lùng, trở nên lý trí rất là nhiều. Thì cái người này họ cần phải học cách ấy, để mà tự giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái nỗi sợ hãi, ra khỏi những cái ám ảnh tâm lý, ra khỏi những cái điều gì đó đang giới hạn cái con người, cái cuộc sống của họ. Mình cũng không loại trừ khả năng nếu như có các bạn LGBT đang xem trải bài này của mình, đây là một cái cặp đôi nam nam chẳng hạn đó, thì cái rào cản này của các bạn đôi khi với một số trường hợp nó chính là giới tính của các bạn. Các bạn phải học cách, phải tìm cách để mà có thể come out được, để có thể nói ra với thế giới rằng là tôi thực sự là cái giới tính này này đó. Và đấy là với một số trường hợp thôi, còn nếu như không phải, chúng ta không phải là cái trường hợp đó ấy, thì mình thấy được rằng là bạn cần phải bước ra khỏi những cái rào cản do chính bạn tạo ra, là nỗi tổn thương của bạn, là nỗi sợ hãi của bạn, là định kiến, là rất là nhiều những cái thứ khác đó. Thì có thể là hoàn cảnh sống nữa, kiểu như thế. Với một số bạn có thể là các bạn là single mom, single dad đó, hoặc là các bạn đã từng trải qua một cái hôn nhân đổ vỡ chẳng hạn, có thể chưa có con đâu nhưng mà cũng hôn nhân đổ vỡ chẳng hạn đó. Thì mình thấy là có nhiều yếu tố để nó tạo thành cái con người này, nhưng mà mình, như mình nói là mình đang mặc định đó là bạn nha. Thì hai người bằng cái sự kết nối của số phận thì hai người đến với nhau, nhưng mà cái mối quan hệ này á sẽ cần rất là nhiều thời gian để có cái sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ được với nhau. Bởi vì cái người xây dựng hàng rào này này, họ rất là lạnh lùng, họ rất là lý trí, họ rất là sợ hãi, cho nên là họ dựng lên một cái hàng rào rất là cao và yêu cầu đòi hỏi cái đối phương của họ ấy phải là một người bền bỉ, là một người kiên nhẫn, là một người bao dung. Thì cái người này họ lại có được, cái người đến với bạn ấy, họ lại có được điều đó. Đấy, họ rất từ tốn, rất là nhẹ nhàng, rất là từ từ, và họ cũng đã có chỗ đứng trong cuộc sống của họ rồi. Các bạn cứ yên tâm về cái nguồn lực tiền bạc tài chính của cái người này. Đó, họ sẽ từ từ kéo bạn ra khỏi cái hàng rào và giúp bạn có một cái nhìn khác hơn đối với cái cuộc sống này, giúp bạn nhìn nhận ra tình yêu thương với bản thân của bạn, giúp bạn học cách để đứng trên chính đôi chân của mình, cảm thấy hạnh phúc với chính cái cuộc sống của mình ở đây. Đó, tất nhiên là họ chỉ là hỗ trợ thôi. Họ chỉ là hỗ trợ thôi, còn cái người mà thực sự làm được điều đó là chính bạn chứ không phải là ai khác. Đó, và cái người này cũng dạy cho bạn những cái việc là bạn phải bước ra khỏi những cái lời xì xào bàn tán, khỏi những lời đồn, khỏi những câu chuyện đồn thổi, hay là ai đó đang
nói xấu hay là gì đấy với các bạn. Các bạn phải học cách để đối diện. Và mình thấy là kể từ lúc mà cái người này họ xuất hiện ấy, thì cuộc sống của bạn thay đổi rất là nhiều. Và có thể ban đầu họ tới với cái mục đích là giúp đỡ thôi, hỗ trợ thôi, nhưng dần dần bạn yêu người này. Hai người yêu nhau và hai người đến với nhau, nhưng như mình nói là cần rất nhiều thời gian để có thể phát triển thành tình yêu. Vì bản thân bạn, cái người này đã đến vào cái lúc mà bản thân bạn chưa có ổn, bản thân bạn vẫn còn vấn đề, nên thành ra nó mất rất nhiều thời gian đi lòng vòng với nhau. Đi lòng vòng chán chê xong bắt đầu mới tiến đến được những cái yếu tố khác. Người này còn gián tiếp giúp đỡ cho cuộc sống của bạn trở nên đầy đủ hơn về mặt vật chất, tài chính, tiền bạc cho đến tinh thần nữa. Có thể nói rằng là họ giống như là một cái con át chủ bài cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời của các bạn đó. Và họ dẫn dắt cái cuộc đời của bạn theo một cái chiều hướng tốt hơn. Mình thì mình vẫn luôn là không có đề cao cái việc là trông chờ vào một ai đó đến cứu rỗi cuộc đời của chính mình. Mình không có đề cao việc đấy. Nhưng mà đối với các bạn ấy thì người này lại đóng vai trò hỗ trợ như vậy. Rồi tiếp đi, chưa dừng lại. Cái người này họ cảm thấy là nếu bạn nói chung là mình cảm thấy khi bạn ổn, bạn có cái sự thành công rồi, bạn vượt qua được những rào cản rồi, bạn giải phóng bản thân của mình được rồi đó, bạn vượt qua được những nỗi buồn rồi đó, đứng trên chính đôi chân vui vẻ hạnh phúc yêu thương bản thân, thì lúc đó tình yêu nó mới bắt đầu đấy. Tức là có thể gặp người này từ rất sớm nhưng mà chưa yêu ngay đó, lúc đấy bạn chưa có ổn nên là bạn chưa có yêu ngay, mà bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều những vấn đề. Giải quyết xong vấn đề của bản thân xong, bắt đầu là hai người mới có một cái gì đó với nhau ở đây này đó. Và đến lúc đấy có thể chính bạn mới cảm thấy rằng mình xứng với cái nhân vật này, bởi vì là cái nhân vật này họ đâu phải là bình thường đâu. Destiny, số phận đưa hai người đến với nhau ở đây. Thì đấy là số 2 nhá. Ta đến với số 3. Cuộc bài này cũng lại là một câu chuyện rất là hay. Rồi, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Hành trình đi đến hôn nhân của tụ bài số 3 này là gì? Thì mình thấy là cái hành trình đi đến hôn nhân của tụ bài số 3 này nó cũng lắt léo lắm, nó cũng rắc rối lắm. Nhưng mà nó rất là hay ho nha. Rồi, đầu tiên ấy, mình thấy rằng hai bạn ấy là bạn của nhau. Tức là trên danh nghĩa là bạn bè với nhau. Cho nên các bạn có thể biết nhau từ khá sớm, có thể học chung với nhau này, học chung trường, chung lớp, hoặc là chung khối, hoặc là có biết đến nhau, có thể có nói chuyện gì đấy với nhau vu vơ trên các trang mạng xã hội, kiểu biết nhau luôn á. Đó, thế nhưng mà ở cái thời buổi ban đầu á, thì mình thấy được rằng là các bạn không có yêu nhau, mà có thể là một trong hai người á, đã yêu những người khác, đó là đi yêu những người khác. Tức là có một cái, mình thấy là dường như là có một cái nhân vật nào đó thích thầm ở đây. Mình sẽ mặc định là cái nhân vật nam thích thầm nhân vật nữ nha. Còn mình không cần biết là cụ thể chính xác đây là ai. Bởi vì đây là trải bài hai chiều nên có thể những gì mình đang mô tả về bạn cũng đang là mô tả về họ. Thì mình thấy được rằng là cái nhân vật nam có thể là đã thích thầm nhân vật nữ từ rất là lâu rồi đó. Nhưng mà chỉ giữ với nhau là cái mối quan hệ bạn bè thôi, không nói ra, thích thôi. Cũng có thể chính cái người nam đấy họ cũng đi yêu người khác rồi. Thế nhưng mà kiểu trong lòng thì cũng vẫn có một cái cảm xúc gì đấy đặc biệt đối với cái bạn nữ này. Đó, và cái bạn nữ này có thể là rất là vô tư thì lại không biết gì hết. Nhưng mà cái mình có thể khẳng định chắc chắn với các bạn đấy chính là hai người biết nhau khi hai người còn trẻ. Và có thể là như mình nói là thời niên thiếu, từ thời còn rất là bé, thậm chí rất là bé. Lúc đấy là người nam chưa có gì trong tay cả mà người nữ cũng chẳng có gì trong tay cả. Lúc đấy là có thể là cũng đang... mỗi người đều đang chật vật với cái cuộc sống để tìm ra cái con người thật của mỗi người, rồi là học hành, rồi ra trường, rồi đi làm, rất là nhiều cái đó ở đây. Thì mình thấy được rằng là có rất là nhiều lúc ấy, cái người nam này, cái người mà thích thầm á, họ rất là ghen tuông với cái người kia, bởi vì họ cảm thấy rất là buồn khi mà họ không thể tiến đến được. Có thể là họ cảm thấy là họ chưa có gì cả, họ không đủ xứng đáng để tiến đến với cái người nữ này, trong khi người nữ này rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, được rất là nhiều người theo đuổi, rồi là có rất là nhiều những cái mối tình ở đây đó. Thì cái người nam này họ cứ lặng lẽ không biết đâu, nên là cái người nữ này họ không biết đâu, nên đôi khi mình nói có thể bây giờ bạn cũng chẳng biết người này là ai, nhưng mà để xem là ai thì cùng chờ tương lai sẽ biết nha, không phải vội, đến lúc rồi cũng sẽ phải biết người đấy là ai thôi. Thế nhưng mà mình đang tả về cái câu chuyện này của các bạn là rất là thương cái bạn nam này,
kiểu như bạn ấy vẫn rất là thích ấy. Đó, họ các bạn nam này cũng có thể đã thử yêu người khác rồi hoặc là đến với những người khác rồi, nhưng mà trong lòng của bạn ấy thì bạn nữ này chính là Bạch Nguyệt Quang đấy. Bạch Nguyệt Quang là một cái biểu tượng của cái việc là một cái người mà rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là thần tượng ở trong lòng nhưng mà không thể với tới được đấy, kiểu như thế. Người này họ có thể chứng kiến cái người nữ này yêu đương yêu người này người kia rồi đau khổ đó, rồi lại yêu rồi lại đau khổ, và người này chẳng biết cách làm gì cả ngoài cái sự ghen tuông thôi, ngoài cái sự đứng nhìn từ xa thôi, và trên danh nghĩa bạn bè là quan tâm nhau thôi, chứ chúng ta không hề biết được là chứ cái người nữ này họ không hề biết được là tình cảm thực sự của cái người nam này đó. Và mình thấy rằng là mãi về sau ấy, tại sao mình nói là mãi về sau, bởi vì mình thấy được cái hình ảnh của cái người nam này khi mà họ đã trưởng thành rồi, họ phát triển rồi, lúc đấy có thể là người này có thể là làm kinh doanh buôn bán gì đấy nhá, có kinh doanh, có buôn bán, có giao thương gì đó nhá, họ làm bất kỳ một công việc gì, có thể lúc đấy họ đã có một cái chuỗi cửa hàng này, kinh doanh buôn bán này, hoặc là có công ty hay là có gì đó đấy, kiểu kiểu dạng như thế đấy. Thì mình thấy là khi họ đã vững vàng rồi, bắt đầu lúc đấy họ mới, bạn thấy hai hình ảnh này nó có giống nhau không? Thấy không? Đây là một người thanh niên trẻ tuổi đúng không? Họ đang đội cái mũ trên đầu này, thấy không? Thấy không? Đó. Nó giống như một cái sự liên kết giữa hai lá bài này. Đó, trước là họ đi ngựa, bây giờ là họ đang đợi thuyền, họ giống như một nhà buôn ấy. Đó, nhưng mà họ đã có rất nhiều thứ trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm ở trong tay rồi. Đó, có thể họ cũng đôi lúc họ cũng quên bén đi cái nhân vật nữ này rồi, hoặc đôi lúc là họ cũng đã cất tất cả những cái ký ức, những cái kỷ niệm của cái nhân vật này vào trong quá khứ. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì vũ trụ lại đưa hai người đến với nhau. Đó, và mình thấy được rằng là trái tim sẽ được mở ra. Nên là open your heart này. Đó, các bạn sẽ chọn ở bên cạnh nhau. Và đây chúng ta có thấy là perfect không? Perfect không? Đó, tức là lần này cái người này họ đã, người nam này này, họ đã đủ tự tin để có thể đến với cái người nữ này, để có thể mở khóa trái tim của người nữ này. Đó, thì thật ra là mình nói nam nữ ở đây á, nó chỉ là một dạng biểu tượng thôi, còn các bạn có thể hoàn toàn đổi vị trí cho nhau nhá. Có thể đấy là người nữ và người nữ là người thích thầm người nam. Đó, kiểu kiểu như thế. Cho nên là mình cũng không có dám cho nên là mình chỉ nói mang tính gọi là biểu tượng ở đây thôi. Đó, thì có thể là các bạn cũng có một vài, tức là trong cái quá trình ngày xưa các bạn tương tác với nhau, bạn bè đó, có một vài cái dấu hiệu nào đó đã dường như là nhắc nhở các bạn rằng là cái nhân vật đấy là một nhân vật đặc biệt trong cuộc đời rồi. Nhưng mà các bạn bỏ qua, các bạn né hết tất cả những cái dấu hiệu đấy, và cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra được những cái dấu hiệu đấy. Mãi về sau này mới nhận ra ở đây, kiểu kiểu như thế. Kiểu như ví dụ như các bạn cùng chơi một trò chơi và các bạn đóng vai á, như kiểu đóng vai á, thì có thể các bạn bốc thăm đều trở thành vợ chồng của nhau, kiểu như thế. Nhưng mà đấy là từ hồi còn trẻ, kiểu như thế. Cũng không nghĩ gì đâu, nhưng về sau đúng trở thành vợ chồng với nhau thật. Đó, thì mình thấy được rằng là cái người này sẽ gặp lại bạn. Hai bên sẽ gặp lại nhau và có cái sự tán tỉnh nhau ở đây. Đó, và rất là nhiều những cái ký ức họ ùa về. Còn đâu lúc trước ấy là cái người này họ không có đủ tự tin, vì có thể là họ cảm thấy là họ chưa có gì trong tay cả. Tiền bạc tài chính không có, chỗ đứng không có, tuổi còn trẻ quá, còn chật vật quá. Đó. Rồi sao? Mình không biết là các bạn sẽ gặp nhau ở cái đoạn nào trong cái hành trình này. Nhưng mà đấy nó hãy tin vào những điều không thể. Nghe có vẻ rất là khó tin đúng không? Nhưng mà hãy tin vào những điều không thể. Vũ trụ này rất là kỳ diệu. Chính mình đã chứng kiến một cặp đôi nhá. Một cặp đôi đấy mình đem cưới luôn. Nhưng mà các bạn ấy học chung khối thôi. Học chung khối, cái ngày xưa là học chung khối với nhau. Thế xong rồi là cũng tức là biết bạn này nó là học lớp này thôi. Không nói chuyện với nhau, cũng không phải là gì bạn bè gì với nhau thân thiết cả. Nhưng mà mãi về sau này khi mà bạn nữ, bạn cũng đã trải qua rất là nhiều mối tình, bạn nam cũng như thế, cho đến khi mà vô tình thế nào comment Facebook với nhau thì bắt đầu mới phát hiện ra là ngày xưa có cái bạn như thế này, học cùng lớp, học lớp này lớp này, kiểu như thế. Xong rồi cuối cùng hai bạn ấy cưới nhau á.
Bây giờ hiện tại là các bạn ấy đã có một đứa con rồi, và bây giờ là chuẩn bị đẻ được thêm đứa thứ hai đấy. Đó là thực sự là nhân duyên nó là một cái sự lòng vòng lắm, đôi khi nó là lòng vòng như thế. Nhưng mà đây là tụi này rất là hay nha. Ok, một lá nữa đi, tham quá. Một cái lời khuyên gì đó nữa đi. Tụ số 3. Nó đúng như cái lá mà mình kiểu như là mình nghĩ trong đầu luôn ý. Nói hết tất cả rồi. Nó nói về việc đấy là tình yêu không lúc nào cũng phải là ở gần nhau, không phải lúc nào cũng có nghĩa là phải ở gần. Tức là không phải lúc nào cũng là các bạn cũng sẽ phải đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian rất là dài hay là gì đó, mà có thể có những lúc các bạn cũng cách xa nhau, có những lúc các bạn cũng quên nhau rồi đó. Nhưng mà bằng như mình nói, bằng một cách thần kỳ nào đó thì nhân duyên dẫn hai người, số phận dẫn hai người trở về với nhau ở đây đó. Hoặc thậm chí ở đây là lúc ngày xưa các bạn đang chơi với nhau thì một trong hai người đi du học chẳng hạn đó, hoặc là đi xa đi lập nghiệp hay đi đâu đấy, thế là thôi mất liên lạc với nhau luôn đó, hoặc là không liên lạc, không nói chuyện gì đấy với nhau đó. Nhưng mà chính cái tình yêu lại là thứ mà kéo hai người, cái duyên nợ nó kéo hai người về với nhau. Hay quá trời luôn á, này làm phim được đó. Thề. Như hai người đã được chọn để trở thành một một cặp đôi với nhau rồi đấy. Người mà bạn yêu họ cũng yêu bạn. Có thể là sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ nữa xảy ra trong cái mối quan hệ này. Kiểu sau này các bạn nam mới nói với các bạn nữ rằng là ê, ngày xưa rất là thích bạn đấy, và bao nhiêu năm bây giờ cuối cùng thì cũng đến được với nhau, thì có thể bạn nữ còn nói là thế sao mày không nói sớm, tao cũng thích mày, kiểu kiểu như vậy. Nó hay như vậy đấy. Rồi ok, đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.